Ông Trump từng tiết lộ Mỹ sở hữu loại khí tài hạt nhân độc nhất vô nhị. Vào năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đã hé lộ về một loại khí tài hạt nhân độc nhất vô nhị của nước này. Theo Insider, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Bob Woodward vào năm 2019, ông Trump từng tiết lộ về một loại khí tài hạt nhân bí mật mà chính ông nhận rằng mình đã góp phần tạo ra. Thông tin này sau đó được miêu tả chi tiết hơn trong cuốn sách mang tên thịnh nộ xuất bản năm 2020. Tôi đã xây dựng một hệ thống khí tài hạt nhân độc nhất vô nhị không có thứ gì giống với nó trên thế giới. Đây là một thứ mà Nga và Trung Quốc không thể tưởng tượng nổi, một công nghệ phi thường, ông Trump nói. Nhà báo Woodward vào thời điểm đó cũng được xác nhận từ các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Mỹ rằng thứ khí tài ấy có tồn tại, nhưng họ tỏ ra ngạc nhiên khi ông Trump lại tiết lộ nó với truyền thông. Tuy vậy, đến tận thời điểm hiện tại, vẫn không có thông tin cụ thể nào về loại khí tài hạt nhân này. Đầu tuần trước, FBI đã đột ngột tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump để tiến hành khám xét và thu giữ các tài liệu. Bộ Tư pháp Mỹ chưa tuyên bố chính thức về những gì họ tìm kiếm, nhưng theo tờ Washington Post, các đặc vụ liên bang tập trung tìm kiếm những tài liệu liên quan tới khí tài hạt nhân. Phản ứng trước thông tin này, ông Trump khẳng định các tài liệu liên quan tới khí tài hạt nhân là một trò lừa bịp. Tuy vậy, cựu tổng thống Mỹ lại không đưa ra bằng chứng nào để chứng thực về trò lừa bịp hoặc FBI có thể đã ngụy tạo chứng cứ. Thay vào đó, ông Trump công kích ông Obama vì lý do tương tự. Ông Barack Obama còn lưu trữ tới tận 33 triệu trang tài liệu, phần lớn trong số đó là tài liệu mật. Bạn nghĩ rằng bao nhiêu trong số này liên quan tới vấn đề hạt nhân? Rất nhiều đấy. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Việc khám xét tư riêng của ông Trump được cho là một phần của cuộc điều tra đang được triển khai nhằm xác định liệu cựu Tổng thống có lấy đi một cách bất hợp pháp những hồ sơ và tài liệu khỏi Nhà Trắng sau khi kết thúc nhiệm kỳ hay không. FBI đã thu giữ 11 tài liệu mật, trong đó có một tập tài liệu được phân loại là tối mật và nhạy cảm. 3 tài liệu thuộc thể loại hạn chế tiếp cận, 3 tài liệu mật và 4 tài liệu tối mật, nhưng không rõ chúng có liên quan tới khí tài hạt nhân hay không. Tục với những tin tức quốc tế, thưa quý vị, vào chiều ngày 14 tháng 8, một phái đoàn các nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Dân chủ Ed Markey dẫn đầu đã đến Đài Loan, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm trong 2 ngày vùng lãnh thổ này. Theo kế hoạch, phái đoàn Mỹ sẽ gặp gỡ giới chức Đài Loan để thảo luận về quan hệ song phương, an ninh khu vực, thương mại và đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu, biến đổi khí hậu và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Chuyến thăm mới nhất của phái đoàn nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan được cho là có nguy cơ làm leo thang căng thẳng hơn nữa mối quan hệ vốn đang rất sóng gió giữa Mỹ với Trung Quốc sau chuyến thăm vùng lãnh thổ này của chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi hồi đầu tháng. Trung Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ với chuyến thăm của bà Pelosi, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh đảo Đài Loan. Báo Nikkei Asia ngày 14 tháng 8 đưa tin Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tham dự lễ quốc tang dành cho cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức vào ngày 27 tháng 9. Đây cũng sẽ là chuyến đi đầu tiên của bà Harris tới Nhật Bản trên cương vị Phó tổng thống Mỹ. Tại Tokyo bà sẽ có cuộc gặp với thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trước đó hôm 14 tháng 7, thủ tướng Kishida thông báo chính phủ nước này sẽ tổ chức quốc tang cho cựu thủ tướng Abe Shinzo vào mùa thu. Ông Kishida nhấn mạnh những thành tựu của thủ của cựu thủ tướng Abe đối với nền chính trị kinh tế và ngoại giao Nhật Bản là lý do để tổ chức lễ tang cấp nhà nước. Ông đồng thời giải thích khi tổ chức quốc tang cho ông Abe, Nhật Bản muốn nhấn mạnh quyết tâm trong việc bảo vệ nền dân chủ và không nhượng bộ trước bạo lực. Cựu thủ tướng Abe đã qua đời hôm mùng 8 tháng 7 sau khi bị một đối tượng dùng súng bắn tại thành phố Nara, Nhật Bản vị nắng nóng kỷ lục và hạn hán nghiêm trọng ở Tây Ban Nha đang biến năm 2022 thành năm tồi tệ nhất thế kỷ về hỏa hoạn ở nước này. Ngày 14 tháng 8, một trận cháy rừng lớn ở vùng đông bắc của Tây Ban Nha đã bùng phát nhanh chóng và vượt ra ngoài tầm kiểm soát, có nguy cơ lan tới khu vực dân cư, buộc ít nhất 1.500 người đã phải sơ tán. Theo giới chức địa phương, đám cháy gần thị trấn Anong de Moncheo thuộc tỉnh Zaragoza, đông bắc Tây Ban Nha đã âm ỉ kể từ ngày 13 tháng 8, sau đó bùng phát dữ dội do gió mạnh đã thiêu rụi tổng cộng 8.000 hecta đất chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Khoảng 300 nhân viên cứu hỏa nhanh chóng được điều động để xử lý đám cháy, ưu tiên lớn nhất là bảo vệ tính mạng con người. Những người dân được sơ tán hiện trú ẩn tại ba trung tâm thể thao khác nhau ở các thị trấn gần đó. Vì hỏa hoạn bùng phát trong đêm nên rất căng thẳng. Trong những hoàn cảnh như thế này, ban đêm thường rất bận rộn vì đây là ứng cứu trực tiếp. Chúng tôi không biết diễn biến tình hình hiện tại sẽ tới mức nào. Những người dân vừa được sơ tán đang rất cần được hỗ trợ, đặc biệt là về thực phẩm, chỗ ở và cả về mặt tinh thần. Các nhân viên cứu hỏa cho biết triển vòng khống chế ngọn lửa phụ thuộc vào thời tiết, tuy nhiên có một tin xấu là theo dự báo, khu vực sẽ có gió to. Hạn hán và nhiệt độ cực cao ở Tây Ban Nha đã khiến năm 2022 trở thành năm kỷ lục về hỏa hoạn tại nước này. Cho đến nay, Bộ Chuyển đổi Sinh thái Tây Ban Nha đã báo cáo 43 vụ cháy rừng lớn là những vụ đã thiêu rụi ít nhất 500 hecta rừng. Con số này gấp 4 lần năm trước và là kỷ lục trong thập kỷ qua. Còn theo hệ thống thông tin về cháy rừng châu Âu, tính đến hiện tại, hơn 248.000 hecta rừng ở Tây Ban Nha đã bị thiêu rụi trong các trận cháy rừng trong năm nay. Ngày thứ 172 chiến sự, Ukraine nói quân đội Nga gặp khó ở Kherson. Ukraine cho biết lực lượng Nga đã vượt sông Dnipro ở Kherson đang đối mặt khó khăn ngày càng tăng khi các cây cầu chiến lược trong khu vực bị hư hại. Các lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố miền nam Kherson ngay từ giai đoạn đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các cuộc tấn công về phía tây của họ trong khu vực đã đạt được một số tiến bộ. Nhưng ba cây cầu huyết mạch kết nối vùng đã bị Ukraine bắn phá liên tục những tuần gần đây. Cây cầu vừa sông Dnipro quan trọng nhất là cầu Antonovsky. Ở ngoại ô Kerosol đã bị tên lửa nhắm mục tiêu liên tục từ cuối tháng 7. Nhà lập pháp khu vực Serhiy Klan nói với truyền thông Ukraine bằng cách duy nhất để binh lính Nga qua sông là những chiếc cầu phao gần cầu Antonovsky. Tuy nhiên, chúng không thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của họ. Ông cho biết thêm, Nga đã chuyển các trung tâm chỉ huy của mình sang tà ngạn sông vì lo ngại sẽ không thể sơ tán kịp thời nếu giao tranh leo thang. Nhưng Klan cũng lưu ý rằng 20.000 quân Nga ở hữu ngạn sông hiện vẫn có thể đi bộ qua các cây cầu. Cầu Nova Khakovka, cách cầu Antonovsky khoảng 50 km về phía đông bắc, đã trở thành mục tiêu bán phá suốt tuần qua. Klan hôm 13 tháng 8 cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công cây cầu này từ đầu tuần, ngăn Nga vận chuyển đạn dược, thiết bị và lương thực qua đó để tiếp tế cho quân đội đóng ở Kherson. Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, hai cây cầu đường bộ dẫn đến lãnh thổ do Nga kiểm soát ở bờ tây sông Dnipro có thể đã không còn sử dụng được. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13 tháng 8 tuyên bố lực lượng của Kiev sẽ nhắm mục tiêu vào những lính Nga đã tấn công nhà máy Zaporizhia hoặc sử dụng nó làm cứ điểm để tiến hành các cuộc tiến công. Mỗi lính Nga bắn vào nhà máy hoặc sử dụng nhà máy làm chỗ ở ẩn nấp đều phải hiểu rằng họ sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt cho các nhân viên tình báo, đặc nhiệm vào quân đội chúng tôi, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu trên truyền hình. Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Nga và Ukraine gần đây liên tục cáo buộc lẫn nhau pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo ông Dmitry Olov, thị trưởng thành phố Enhoda, phía tây nam Ukraine, nơi đặt nhà máy điện Zaporizhia, nguy cơ xảy ra thảm họa tại đây đang tăng lên mỗi ngày. Những gì diễn ra ở đó hoàn toàn là khủng bố hạt nhân, ông nói, nó có thể dẫn đến kết cục không thể đoán trước bất cứ lúc nào. Tình hình rất nguy hiểm, và điều gây lo ngại nhất là không có tiến trình giảm leo thang nào đang diễn ra, Olov nhấn mạnh. Trong khi giao tranh tiếp diễn, đã có nhiều tàu chở ngũ cốc Ukraine rời cảng hoặc chuẩn bị xuất biến như một phần của thỏa thuận được ký hồi cuối tháng 7 giữa Kiev và Moscow, do Liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ làm trung gian nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Một tàu chở ngũ cốc đến Ethiopia. Chuyến hàng đầu tiên tới quốc gia này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đã sẵn sàng rời cảng trong những ngày tới. Trong khi đó, theo các nguồn thạo tin, con tàu chở ngũ cốc đầu tiên từ Ukraine theo thỏa thuận đã tới gần Syria. Thế giới cần lương thực của Ukraine. Đây là khởi đầu cho những gì chúng tôi hy vọng sẽ trở thành hoạt động bình thường cho những người đang chịu nạn đói trên thế giới. Quan chức cấp cao của Tổ chức Lương thực Thế giới Marianne Wood nói, cơ quan cứu trợ này đã mua hơn 800.000 tấn ngũ cốc Ukraine từ năm ngoái. Tình báo quân đội Anh hôm nay cho biết quân đội Nga trong tuần qua dường như đã chuyển hướng ưu tiên cơ cấu lại các đơn vị nhằm tăng cường cho những chiến dịch tấn công ở miền Nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho hay các lực lượng do Nga hậu thuẫn thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Donbass, miền đông Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào khu vực phía bắc thành phố Donetsk. Bộ chỉ huy quân sự Ukraine cùng ngày cho biết các binh sĩ Nga liên tục tấn công vào thành phố Adipka nhưng không thành công. Kể từ năm 2014, nơi đây đã trở thành một trong những tiền đồn của lực lượng Ukraine gần Donetsk. Nga trong khi đó thông báo đã giành quyền kiểm soát Udi, một ngôi làng ở khu vực miền đông Kharkov, nơi đang bị các lực lượng nước này pháo kích liên tục những ngày gần đây. Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc ghi nhận hơn 5.400 người thiệt mạng và gần 7.500 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn báo cáo hơn 10,6 triệu lượt người rời Ukraine và hơn 4,5 triệu lượt người từ nước ngoài vào Ukraine trong gần 6 tháng xung đột. Cơ quan này ghi nhận hơn 6,3 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu.